Chúng là những hành tinh băng khổng lồ. Chúng có màu xanh lam đặc trưng và vô cùng lạnh lẽo. Đó là những từ ngữ dễ hình dung nhất về Thiên Vương Tinh và Hải Vương Tinh. Những thế giới băng giá và xa xôi nằm cách mặt trời hàng tỷ km. Chính bởi vậy, hiếm khi các tàu vũ trụ ghé thăm được những hành tinh này. Do đó, chúng vẫn còn là một kho tàng bí ẩn với nhân loại. Trong lịch sử khám phá vũ trụ, Voyager 2 là tàu vũ trụ duy nhất từng viếng thăm Hải Vương Tinh. Vào ngày 16 tháng 8 năm 1989, nó đã chụp một bức ảnh nổi tiếng về hành tinh băng khổng lồ. Hình ảnh cho thấy diện mạo hoàn chỉnh của đứa con thứ 8 trong hệ mặt trời, một thế giới được nhuộm màu xanh biếc như nước biển. Hình ảnh ấy đã ăn sâu vào tâm trí chúng ta và trở thành biểu tượng mỗi khi nhắc về Hải Vương Tinh. Tuy nhiên, những quan sát mới từ kính viễn vọng không gian Hubble đã tiết lộ, Hải Vương Tinh không xanh như chúng ta thường nghĩ. Vậy sự thật đằng sau phát hiện này là gì? Phải chăng Hải Vương Tinh đã thay đổi và khoác lên mình một chiếc áo mới? Xin mời quý vị và các bạn cùng đi tìm hiểu nhé! Thiên Vương Tinh và Hải Vương Tinh là hành tinh thứ 7 và 8 của hệ mặt trời. Chúng là những hành tinh ngoài cùng và xa mặt trời nhất trong Thái Dương hệ. Thiên Vương Tinh cách mặt trời khoảng 19,2 đơn vị thiên văn AO, còn Hải Vương Tinh cách mặt trời khoảng 30 đơn vị thiên văn AO. Nghĩa là chúng đều cách xa hàng chục lần so với khoảng cách từ trái đất đến mặt trời. Đó là một rào cản lớn với giới quan sát. Trước thập niên 1980, những khám phá về hai gã khổng lồ băng chỉ dừng lại ở những quan sát bằng kính viễn vọng từ trái đất. Nhưng vào những năm cuối của thập niên 1980, chuyến du hành của tàu vũ trụ Voyager 2 đã đưa nó ghé thăm hai thế giới băng giá, mang lại những hiểu biết đáng kinh ngạc về chúng. Dù cuộc gặp gỡ đã xảy ra hơn 30 năm, nhưng những tấm ảnh mà Voyager 2 chụp khi ấy vẫn là hình ảnh đại diện cho Thiên Vương Tinh và Hải Vương Tinh cho đến tận bây giờ. Đây là dáng vẻ màu xanh lục hơi nhạt của Thiên Vương Tinh được Voyager 2 chụp lại vào năm 1986. Còn đây là hình ảnh màu xanh đậm của Hải Vương Tinh được chụp 3 năm sau đó, tức vào năm 1989. Những màu sắc đã quá đỗi quen thuộc với chúng ta suốt 3 thập kỷ qua. Nhưng có vẻ tất cả sẽ phải thay đổi kể từ giờ phút này. Mới đây, một nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Thư của Hiệp hội Thiên văn Hoàng gia đã khiến giới khoa học ngỡ ngàng. Hai hành tinh băng cuối cùng đã tiết lộ màu sắc thực sự của chúng. Hình ảnh phía trên là các bức ảnh về Thiên Vương Tinh và Hải Vương Tinh được chụp bởi tàu vũ trụ Voyager 2. Trong khi đó, hình ảnh bên dưới là màu sắc thực sự của chúng. Quý vị và các bạn có thể thấy, nếu như Thiên Vương Tinh không có sự thay đổi về màu sắc, thì Hải Vương Tinh lại có sự thay đổi rất lớn. Hải Vương Tinh trông thực sự nhạt hơn, bớt xanh hơn nhiều so với hình ảnh mà Voyager 2 chụp được 3 thập kỷ trước. Để có được hình ảnh màu sắc thực này, nhóm nghiên cứu từ Đại học Oxford đã chuyển dữ liệu gốc từ Voyager 2 sang máy quang phổ hình ảnh và máy ảnh trường rộng trên kính viễn vọng không gian Hubble, đồng thời kết hợp với thiết bị MUSSI trên kính thiên văn rất lớn VLT đặt tại sa mạc Atacama ở Chile. Trong các thiết bị này, mỗi pixel là một phủ màu liên tục, nghĩa là dữ liệu chúng thu thập có thể được sử dụng để cân bằng lại các hình ảnh tổng hợp do Voyager 2 tạo ra. Kết quả là, cả hai hành tinh băng khổng lồ đều có màu xanh lam lạnh như băng, mặc dù Hải Vương Tinh xanh hơn một chút. Đây là kết quả của việc Hải Vương Tinh có lớp sương mù bao quanh mỏng hơn Thiên Vương Tinh. Chúng ta biết rằng, Hải Vương Tinh có màu xanh lam là bởi khí metan có trong bầu khí quyển của nó. Sự hấp thụ ánh sáng đỏ bởi khí metan là một phần nguyên nhân khiến hành tinh có màu xanh lam. Nhưng câu hỏi là, làm sao để Hải Vương Tinh che giấu màu sắc thực sự của nó trước Voyager 2? Cho đến nay, Voyager 2 là tàu vũ trụ duy nhất đã ghé thăm Thiên Vương Tinh và Hải Vương Tinh. Lần tiếp cận Hải Vương Tinh gần nhất diễn ra vào ngày 25 tháng 8 năm 1989. Khi ấy, nó tiếp cận hành tinh ở khoảng cách 4.400 km. Ở một tầm quan sát tương đối thuận lợi như vậy,
vì sao Voyager 2 không chụp được màu sắc thực của Hải Vương Tinh? Tại sao màu sắc lại có sự sai lệch sâu sắc đến như vậy? Phải chăng tất cả những hình ảnh đã chụp từ tàu Voyager 2 cần phải được xem xét lại để đưa về màu sắc thực tế? Các nhà khoa học giải thích, màu sắc thực sự của những gã khổng lồ băng có thể khác so với những hình ảnh từ Voyager 2 là bởi khi Voyager 2 quan sát Thiên Vương Tinh và Hải Vương Tinh, chúng chụp ảnh trong các bước sóng ánh sáng duy nhất tại một thời điểm. Kết quả là, tất cả hình ảnh của chúng đều là sự tổng hợp được tạo ra từ một số quan sát đơn sắc về hành tinh. Và những hình ảnh này không phải lúc nào cũng đủ cân bằng để vẽ nên bức chân dung chân thực về màu sắc của các hành tinh. Đồng thời, độ tương phản trong nhiều hình ảnh đã được nâng cao, cho phép các nhà khoa học nhìn rõ hơn các dải mây và những cơn bão. Hóa ra, không chỉ những cô gái tuổi xuân xanh mới thích chỉnh sửa ảnh. Đôi khi, để làm nổi bật các chi tiết, các nhà khoa học cũng thi thoảng sử dụng biện pháp này. Nhưng hậu quả là nó khiến chúng ta nhận thức sai lầm về màu sắc thực tế của chúng. Câu chuyện về màu sắc thực của Hải Vương Tinh không chỉ đơn giản là vấn đề màu sắc, nhìn rộng ra, còn rất nhiều điều chúng ta cần học hỏi về thế giới băng giá này. Cho đến nay, chúng ta mới chỉ có duy nhất tàu du hành 2 bay thoáng qua Hải Vương Tinh. Vì thế, những hiểu biết về hành tinh này thực sự chỉ như phần nổi của tảng băng chìm. Dưới đây là một vài nét chính mà bạn có thể hình dung về Hải Vương Tinh. Hải Vương Tinh được phát hiện lần đầu vào năm 1846, sau khi người ta tính toán quỹ đạo của Thiên Vương Tinh cho thấy phải có một hành tinh khác ảnh hưởng hấp dẫn đến Thiên Vương Tinh. Nghĩa là Hải Vương Tinh không được nhìn thấy hay chụp ảnh, mà được phát hiện theo tính toán khoa học dưới tác dụng của lực hấp dẫn. Hành tinh sở hữu cho mình một thân hình khá lớn, với bán kính tại xích đạo là 24.746 km, gấp khoảng 3,88 lần bán kính của trái đất, và nó trở thành hành tinh có kích thước lớn thứ tư trong hệ mặt trời. Khí quyển của Hải Vương Tinh chứa chủ yếu là hydro và heli, tương tự như Mộc Tinh và Thổ Tinh. Tuy nhiên, khí quyển của nó còn chứa các phân tử băng như nước, amoniac và metan. Chính bởi vậy, nó còn được gọi với cái tên là hành tinh băng khổng lồ. Đây là hành tinh xa nhất trong hệ mặt trời. Nó đang cách mặt trời khoảng 30 đơn vị thiên văn AU, tương đương 4,5 tỷ km. Ở khoảng cách này, hành tinh có một chu kỳ quỹ đạo rất lâu. Nó mất khoảng 60.190 ngày trái đất để hoàn thành được một vòng quay quanh mặt trời, tương đương 164,8 năm trái đất. Ở trên Hải Vương Tinh rất lạnh, nhiệt độ trung bình là khoảng âm 200 độ C. Có những thời điểm, nó còn giảm xuống âm 218 độ C. Một nghiên cứu được công bố hồi năm 2022 cho thấy, nhiệt độ trên Hải Vương Tinh liên tục giảm trong những năm gần đây. Trong khoảng từ năm 2003 đến năm 2018, nhiệt độ toàn cầu của hành tinh đã giảm 8 độ C. Và họ vẫn chưa biết chắc chắn nguyên nhân gây ra hiện tượng này là gì. Trong vài năm trở lại đây, các nhà quan sát cũng thông báo những đám mây trên hành tinh này đã mờ dần kể từ năm 2019 và hoàn toàn biến mất vào năm 2020. Họ nghi ngờ hoạt động mạnh lên của mặt trời đã gây ra sự biến mất của các đám mây này. Chính vì là hành tinh xa mặt trời nhất, nên để đưa các tàu vũ trụ tiếp cận hành tinh là một công việc hết sức khó khăn. Cho đến nay, chưa có bất kỳ một sứ mệnh nào khám phá Hải Vương Tinh. Chỉ có duy nhất một lần hiếm hoi khi tàu vũ trụ Voyager 2 của NASA trên đường bay ra rìa ngoài hệ mặt trời. Nó đã lướt qua Hải Vương Tinh ở khoảng cách gần, đó là vào tháng 8 năm 1989. Để tiếp cận được hành tinh, con tàu đã mất khoảng 12 năm bay không ngừng nghỉ mới bay lướt qua được Hải Vương Tinh. Hy vọng rằng trong thời gian tới, các nhà khoa học sẽ có những sứ mệnh mới để gửi các tàu vũ trụ đến khám phá Hải Vương Tinh, giúp nhân loại hiểu hơn về những hành tinh băng giá của hệ mặt trời. Đến đây, video của Tốt Thú Vị cũng xin phép tạm dừng. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn và bổ ích. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.